Khi mà các bạn lắp bể xong thì các bạn nên kéo phẳng mặt đáy nhé. Như thế này này. Đấy. Các bạn kéo phẳng mặt đáy này, vuông bốn góc với nhau này. Thì bể nó mới phẳng mà nó không bị nhăn nhúm. Và việc thứ hai nữa là các bạn phải để đúng mực nước cao đến mép viền xoang kia của bể để đảm bảo rằng là mực nước đúng tiêu chuẩn của sản phẩm quy định để cho thành bể được thẳng, không bị cong võng nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu đến các bạn chiếc bể bơi Intech có mã sản phẩm là 282B2, chiều dài 3m, chiều rộng 2m và cao 75cm. Chiếc bể này thì được lắp tại đội 1 Xuân Quang, Văn Giang, Hưng Yên nhé. Đây. Tại nhà khách hàng của mình thì anh chị cũng chọn sân vườn là nơi lắp đặt bể bơi. Hôm nay hai bạn nhỏ nhà chị chính thức nghỉ hè nên là chị ấy đã lắp bể bơi cho con được tắm bơi lội tại nhà. Mình cũng xin lưu ý và nhắc nhở các bạn rằng là khi mà các bạn lắp bể xong thì các bạn nên kéo phẳng mặt đáy nhé. Như thế này này. Đấy. Các bạn kéo phẳng mặt đáy này, vuông bốn góc với nhau này. Thì bể nó mới phẳng mà nó không bị nhăn nhúm. Và việc thứ hai nữa là các bạn phải để đúng mực nước cao đến mép viền xoang kia của bể để đảm bảo rằng là mực nước đúng tiêu chuẩn của sản phẩm quy định để cho thành bể được thẳng, không bị cong võng nhé. Chị dùng chiếc vòi bơm nước vào rất là to nên nước bơm vào bể tương đối nhanh. Đây. Nước trong vắt luôn. Bể được lắp ở sân thì có được ánh sáng tự nhiên và gió trời rất là mát. Buổi sáng, buổi trưa thì nắng một tí này thôi, nhưng mà đến tầm khoảng 2 giờ chiều thì sẽ không bị nắng nữa. Và các cháu tha hồ tắm tắm. Bể bơi Intech để có mặt ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước Việt Nam. Và chiếc bể này thì được lắp đặt tại đội 1 Xuân Quang, Văn Giang, Hưng Yên. Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác ạ.